một con chim nha. Rồi lại Khôi với Huy thả bánh mì ở đó là chim ra chim ăn đấy nha. Ủy chim bác, nó tìm thấy bánh mì của Khôi với Huy chưa nhờ? Như thế, ở đây nó đang tìm đấy, đang tìm đấy. Thấy thấy ra không hay là thấy ra nó bay mất tiêu luôn. Đó, con chim nó nhảy nhảy đi tìm bánh mì đó. Hồi nãy Khôi với Huy thả bánh mì ra đó đó. Ôi ơi ơi, chắc nó sắp tới bánh mì rồi đấy. Đấy, nó gắp bánh mì nó bay đi rồi. Hết không? Giờ ra thả bánh mì tiếp nhá. Nào, ra thả bánh mì ra sân đi. Nè, lấy bánh mì thả đi. À, chưa đâu. Ồ, bánh mì đó. Rồi, nhanh lên. À, nước ngọt hả? Chim không uống nước ngọt. Chim không uống nước ngọt. Chim ăn bánh mì. Ôi rồi, thả cục nhỏ thôi. Thả cục nhỏ thôi. Làm chim sợ quá, chim bay mất rồi. Đây chim. Đây là một con chim. Đồ chơi. Cũng đi tìm cái gì? Bánh mì ăn. Đúng không? Chim của bạn nào đây? Chim của bạn Huy. À, chim của bạn Huy, bạn Huy. Con chim giả này đứng đó để dụ con chim thiệt tới. Liệu chim thiệt có tới không? Thôi bạn Huy ra vậy rồi chim nào dám bay tới nữa. À bạn Huy ra với bạn chim. Hai bạn chơi với bạn chim. À bạn chim đâu? À bạn Khôi cũng ra với bạn chim luôn. Nè cẩn thận nha, đụng vô bạn chim là bạn chim té lăn cù đèo luôn ấy. Ôi ôi, điệu quá. Bạn Huy làm gì đấy? Đứng như bạn chim nữa thôi, giang cánh ra nào. Chuẩn bị, bay. Veo, 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 veo. Ôi, bay rồi, bay rồi, bay rồi. Bạn Doraemon này bay ghê quá. Chim ăn nè, mà chim đi đâu mất hết rồi, không thấy chim. Chim ơi chim, chim ơi chim, chim yêu chim, em yêu chim, em yêu chim, em ăn chim. Vì mỗi ngày chim hót em vui. Chim đến ăn bánh mì đi nha. Anh Khôi với anh Huy bỏ nhiều bánh mì ra sân lắm nè, để chim tới ăn nè. Chim hãy tới đi chim ơi. Chim đã ngã. Chim ơi chim. Gì đây? À anh Khôi giận cho con chim nó đứng dậy. Ôi ôi, chúi đầu về phía trước luôn. Ôi ôi, không lên nổi luôn. Bên kia cũng không thấy chim luôn rồi, chim đi đâu hết rồi không biết nữa. Chim bay lên mái nhà rồi, bay lên con dây điện rồi, đậu ở trên dây điện kia kìa. À chim đã đứng được rồi. Chim ơi chim, chim à chim. Đây là bánh mì cho chim ăn nha. Bánh mì này là để cho chim ăn nha. Ồ, hồi nãy Huy với Khôi hãy ra ngoài đó rồi đúng không? Còn nước ngọt Pepsi này là để uống trong lúc chờ đợi chim tới nha, ăn bánh mì nha. Còn đây là Huy, đây là Khôi đang ngồi chờ chim. Đây ở bên ngoài kia có một anh chim nhỏ, một anh chim nhỏ dụ cho những cái con chim kia tới. Đây có bạn bè nha, có bánh mì nha. Chim ơi chim, chim hỡi chim, hãy đến đây chung vui cùng Khôi với Huy. Chúng ta có một đại tiệc bánh mì ở đây. Đây người dễ ứa. Ờ má thằng ơi, má ờ má này má thằng ơi, Huy đang ngủ con chim.
rồi. Chim ơi chim. Ôi trời, xấu quá. Ờ, giống cậu bé xin quá. Chim ơi chim, chim ơi chim. Chim đâu rồi, chim lâu quá không thấy gì hết à. Sao mình lâu quá. Ấy, con chim kìa, con chim nó ở trên dây điện kìa. Ô, nó bay mất rồi. Huy chạy ra làm nó bay mất đó Huy ơi. Vô đây, vô đây. Vô đây mới chờ được chim. Ôi trời, lại chu đích. Xấu quá. Hồi nãy con chim kia nó mé chút nữa là nó bay xuống đây rồi đó. Nó đậu ở trên cục điện như kìa. Dây điện chứ. Mà nó thấy Huy á, nó sợ quá nó bay mất tiêu luôn. Ôi cuối. Ngồi im chờ. Đó, chim quá trời luôn kìa. Ơ đừng đụng má nè, nhúc nhúc nè. Con chim của mình đó ở bên này nó chờ mấy con chim bên kia đường. Ôi chim ơi, chim ơi chim, hỏi chim. Rồi bay mất luôn rồi, không con chim nào bay qua đây hết trơn hết trọi à. Buồn quá.